Xin chào hết tất cả các anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ đang là buổi sáng. Thì ở tiểu bang của mình á, cho đến thời điểm này buổi sáng cũng vẫn gọi là xe lạnh, nhưng buổi trưa thì cũng nắng ấm. Thì coi như là đó, đây là cái gọi là cái nhiệt độ ở cái tiểu bang của mình ở đây vào thời điểm này nha. Mình chia sẻ để các anh chị và các bạn được biết thôi. Cũng như ở những cái tiểu bang vùng đông nam của nước Mỹ á, như là North Carolina, Tennessee, South Carolina, Alabama thì nó đều giống như ở đây. Nhưng mà chỉ có riêng gì tiểu bang ở Florida đó thì cũng vẫn còn nóng, chưa có mùa đông nha. Ở dưới tiểu bang Florida thì hình như là tháng 1 và tháng 2 á, thì cái nhiệt độ nó chỉ xuống có một chút ít mà thôi. Nè, cây ngã mà có chân thấy vàng đã không? Phía sau lưng cũng vậy. Thì mình chia sẻ cái video ngày hôm nay đó, thì cũng có những anh chị, những bạn thì cũng hay có những cái câu hỏi. Bây giờ đó, cái nghề neo này thấy nó như thế nào, mà sao có nhiều người gọi là than quá. Vô mùa này thôi, ai nấy ở đâu cũng than ế hết trơn. Và cũng như có hỏi mình bây giờ thì bây giờ tuổi bốn mấy năm mươi rồi, bây giờ đến đây rồi đó, bây giờ có nên về ở cho trà hay là về ở Florida đó, thì chọn vô cái nghề neo này đó, thấy có còn làm được hay không, thấy có thích hợp hay là không. Cái vụ mà cái neo ế đó, thì theo như mình thấy, mình làm cái nghề này từ xưa giờ đó, thì vô cái mùa này đó, năm nào cũng vậy, cuối mùa thu vô mùa đông thì gọi là cái mùa này là mùa vắng nhất của cái nghề neo nha. Chỉ có thợ gọi là làm giỏi á thì mới có khách, mới có tiền thôi, chứ thợ thường thường thì không có tay nghề hoặc là mới vô nghề á, thì nói chung mùa này vắng lắm, làm thua người làm hãng nữa. Nhiều khi có những ngày vô làm 2-3 người khách đi về không chừng, mà ngồi coi như là cũng 10 tiếng 11 tiếng là một ngày á. Đó là cái neo của cái thời điểm này, mà đặc biệt ở thành phố Atlanta này đó, người Việt càng ngày càng đông, mà người Việt đông là đồng nghĩa với là tiệm neo nhiều, và trong tiệm thì cũng có nhiều thợ, thì như vậy đó, cứ càng ngày càng nhiều như vậy đó, cái lượng khách nó bị chia ra hết rồi. Ngày xưa đó thì một cái CD thôi, nó có khoảng 10 tiệm neo, nhưng mà cái ngày nay đó cũng một cái CD nhưng mà có tới hàng trăm tiệm neo. Thợ cũng vậy, thợ ngày xưa một tiệm 6-7 thợ gì đó, bây giờ một tiệm neo mấy chục thợ. Nhưng mà trong khi cái lượng dân của cái thành phố đó không có tăng lên nữa, nhưng mà tiệm neo cứ tăng lên liên tục như vậy. Thì đây là mình thấy là gọi là không riêng gì ở tại Atlanta nha, mà các thành phố lớn khác nơi có đông người Việt Nam thì bây giờ làm neo vắng lắm vô mùa này. Thì cho nên như vậy đó, thì mình thấy á, nếu như bây giờ muốn sống với cái nghề neo này đó mà lớn tuổi đó, nên gọi là đi xuyên bang, đi về những cái thành phố nhỏ, những thị trấn nhỏ, ở những nơi đó đó tiệm neo ít, thợ ít, thì coi như là còn sống được nha. Bây giờ mình thấy thì cũng có rất là nhiều người gọi là ở đây làm ăn không được nữa, nó thì giờ đi ra những cái tiểu bang khác ít người Việt hơn, về vùng sâu vùng xa, mà thấy là sống lại sống được, sống ngon đó. Chứ còn ở mấy thành phố lớn đông người Việt nãy giờ thấy thua rồi. Cũng như mình sẽ đảo một vòng ở gọi là nhà cửa ở đây nha, để có nhiều anh em thì cũng mới có vào kênh của mình xem, thì cũng đang hỏi mình tình hình nhà ở đây thì thời điểm này nó như thế nào rồi. Mình thấy thì cái giá thì cũng vẫn giống như là trước giờ mình chia sẻ nha, nó cũng không lên mà không xuống nữa. Mà có một cái thì cái tiền lời để mình mượn của ngân hàng để mình mua nhà đó, thì nói chung nó cũng vẫn còn hơi cao, cho nên như vậy thì nó cũng hơi khó hơn so với những người mà có cái thu nhập thấp mà muốn mượn tiền để mà mua nhà ở cái thời điểm này nha. Nếu như nhà mà 3 phòng nhỏ nhỏ như thế này bây giờ thì nó cũng khoảng 370.000 đến 400.000 cho một căn nó như thế này nha.
nhà khu này thì gọi là kiếm khoảng chừng 360 đến 370 ngàn ở khu này thì kiếm cũng dễ kiếm. Nhà cũng lâu năm rồi, nhỏ gọn thôi. Khu lao động, khu bình dân, nhà nhỏ mà đất đai thì nhiều, cái giá là nó phản đó nha. Rồi mình sẽ ghé vô một cái khu gọi là khu nhà lớn hơn, khu nhà có nhiều phòng, nhà mà có lầu nha, để xem để biết luôn nha. Đó, thì gọi là đây là nhà cửa ở Atlanta, ở phía bắc của thành phố nha, nơi có đông người Việt Nam mình đang định cư là bây giờ. Khu này cũng có nhiều người Việt mình định cư ở đây nè. Nó có cái nhà phía bên tay phải nè, thấy không? Trồng cây rau đủ quá chừng luôn nè. Nhìn là biết nhà của người Việt mình. Thì mình có nói tại sao mà lớn tuổi mà vẫn còn muốn đi làm nghề neo, thích làm nghề neo đó, thì đi về vùng xa, ở những thành phố nhỏ, vùng quê đó, thì ở đó đó có một cái đó, tiệm neo bây giờ anh ta kiếm thợ khó lắm, kiếm không có thợ luôn á. Thợ trẻ, thợ có tay nghề đâu ai mà chui đi về, chạy về mấy cái vùng đó đâu đó. Thì cho nên bắt buộc như vậy, mình mới sang đây, mình mới vô nghề đó, thì ở những cái vùng như vậy đó, mình xin vô học nghề, làm nghề nó cũng dễ hơn, bởi vì người ta rất là cần. Bây giờ cũng như làm đó đây thì cái cạnh tranh nó không có, cái khách hàng nó người ta cũng dễ tính hơn, không có sự lựa chọn, thì cho nên con mình có thể là mình làm nó thoải mái về đầu óc hơn. Còn bây giờ ở đây đó, tiệm quá đông, thợ giỏi nhiều, rồi phải cạnh tranh với nhau, nên mình mà mình làm không có giỏi nghề đó, thì giờ vô thứ nhất cái vô học thì người ta không có nhận, mà làm không có giỏi đó, vô mà khách vô mà khách biết chơi móng đó, người ta cũng đâu đưa cho mình làm đâu, phải đưa cho thợ giỏi rồi để mới giữ khách lại. Thì mình thấy như vậy thì mở thành phố lớn thì nó khó hơn. Hôm nay đang là sáng của ngày chủ nhật nha, thấy đường phố ông đã không, im điềm sạch sẽ. Giờ này nó hơi xe lạnh nên cũng chưa ai mà muốn đi ra đường để làm chi hết á, nằm trong nhà ngủ không. Ok, vô cái xóm này được xem ở gọi là gần cái các khu chợ người Việt Nam ở đây nha, khu đông người Việt ở đây. Đây thì chạy lại chợ rất là gần, chưa tới 10 phút. Nắng lên. Trong cái khu này mấy hôm trước mình có thấy là nó đang bán một cái căn nhà ở đây. Khu này gọi là nhà 4 phòng ngủ, nhà 5 phòng ngủ không à, nhà lớn nha. Giá nó bây giờ thì mình thấy nếu mà thấp cũng phải là 500 ngàn đô. Còn những căn lớn hơn, diện tích lớn hơn thì nó trên 500 ngàn. Để xem đây có cái căn nào người ta bán đi, để mình coi cái có còn hay không nữa nha. Để chia sẻ xem chơi cho biết giá cả nhà cửa ở đây. Cái dãy phía bên tay trái của mình, phía bên trước này nè. Có một căn này gọi là 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Họ kêu bán với cái giá nó là 569.000 đô nha. Là cho cái nhà với cái diện tích như thế này, cái giá hiện tại bây giờ. Nha, trong cái khu này nè. Đó, những cái tuy rằng cái diện tích đất là không có phải là quá nhiều nha, mình nhìn thấy nó san sát với nhau. Chỉ có là gọi là nhà 5 phòng thì nó hơi lớn thôi. Đó, mà cái giá nó bây giờ là trên 500 ngàn rồi. Thì giá nhà ở đây thì so với các địa bàn khác thì nó cũng không có phải là cao quá cao, mà thấp nó không có thấp, nó cũng ở mức trung bình thôi. Nhưng mà được có một cái là cái tiền thuế nhà, cái nhà thì nó cũng còn thấp, trung bình khoảng 1%. Ở ngay cái CD này đó
thì được xem là không phải là cái CD quá tốt ở đây nha. Trường học ở đây thì cũng gọi là bình thường thôi. Những cái CD gọi là trường học tốt đó, ở gần đây nữa đó, thì nó còn mắc hơn nữa nha. Ở đây chỉ là thường thôi. Mà cái khu thường ở đây của cái CD như vậy mà gọi là nhà lớn lớn, nhà còn đẹp đẹp mà cái giá nó bây giờ nó cỡ này rồi. Mình muốn tìm một căn mà bây giờ mà coi nó được được hơn khoảng 4 phòng ngủ đó, thì giờ nó cũng khoảng lối 450 á, thì kiếm nó mới dễ. Chứ nhà có lầu mà 4 phòng mà bây giờ muốn kiếm giá khoảng 400 thì cũng hơi, kiếm cũng có nhưng mà cũng hơi khó. Ở đây mình thấy thì khoảng 450 là kiếm nhà là dễ nhất cho hai vợ chồng với hai đứa con. Mình nói ý là nhà khoảng 5-6 người ở gì đó, muốn kiếm 4 phòng đó, giá khoảng 450. Chứ qua những cái CD mà nói muốn cho con cái mà có chỗ trường học tốt hơn đó, thì nhà mấy cái chỗ đó còn mắc hơn nữa nha. Mà ở đây được con cái tiện cái thì người lớn tuổi này kia đó đi chợ búa rồi đi nhà thờ đi chùa rồi cũng gần. Sáng phải đi thổi lá vô mùa này á, khổ là vậy đó, lá rụng quá chừng luôn, phải thổi mới được, thổi nó nhà cửa nó mới sạch đẹp. Thông thường trong cái khu này nè thì mướn người lại thổi xịt, chứ mình thổi trong có chút xíu sao cái nó cũng rụng xuống nữa. Và cũng có một cái câu hỏi nữa đó, thì có những anh em ở những tiểu bang khác hỏi mình á, về đây về cho trà hay là về Florida làm neo ngon hơn. Thì cái này mình thấy thì ở đâu cũng vậy nha, cái nghề neo này giờ nó phát triển, tiểu bang nào cũng làm cũng ok hết. Nhưng mà cái mùa này đó thì phần lớn các tiểu bang là gọi là mình gọi là bị vắng, nhưng mà ở dưới Florida làm được, tại do ở dưới không có mùa đông. Bây giờ những người có tiền ở những xứ lạnh đó, người ta đi về dưới, người ta sống ở dưới trong cái khoảng thời gian mùa đông này, hoặc là khách du lịch người ta đi về đó người ta chơi để tránh là cái mùa đông. Cho nên ở bên Florida đó mùa đông mà vẫn làm neo được ha. Cái điều này thì trước giờ thì mình cũng được biết có nhiều người gọi là chia sẻ, có những thợ neo đó ở những tiểu bang miền lạnh nó vắng quá, cái đầu mùa đông này chạy về dưới giũa mấy tháng á, tại vì có rất là nhiều tiệm ở dưới người ta cần thợ neo á, khách đông. Khu chợ này là khu chợ Hồng Kông trước giờ, và khu này coi như 100% là người của người Việt Nam mình không à, tại cái tên nó thì tên Hồng Kông đó của ngày xưa thôi chứ giờ là của Việt Nam hết rồi đó. Mấy cái cửa hàng xung quanh đây cũng vẫn vậy nha, tiệm cà phê, tiệm bánh mì, tiệm bán quần áo và các thứ. Đang là sáng chủ nhật cũng đang chuẩn bị, phía trước cũng đang chuẩn bị dọn hàng ra bán nên bán bánh. 9 giờ mới là mở cửa nha, nhà hàng các thứ, chè xôi. Ôi, nói chung ra là cái gì của Việt Nam mình đó là ở đây tập trung là có hết. Nếu như mình nói về gọi là định cư lớn tuổi tìm cái tiểu bang có cái thời tiết nó tốt nó đẹp, thì ở đây đó thì mình tiểu bang của mình ở đây thì coi như mình có được 4 mùa xuân hạ thu đông. Nhưng mà mình về ở dưới Florida đó thì nó chỉ có giống như là mùa mưa và mùa nắng thôi. Nhưng mà có một cái ở dưới thì có nhiều người thì cũng hay e ngại là cái bão nó thường xuyên nó xảy ra, phải lo tránh bão. Nhà cửa thì nó cũng không phải nó quá mắc, nhưng mà do bão nhiều thì cái bảo hiểm nhà nó cao hơn mình ở đây nha. Đó là vấn đề nhà cửa. Chứ cái cuộc sống của hai cái tiểu bang này thì nó cũng không có khác biệt gì nhiều, cũng cùng nằm ở cái vùng đông nam của nước Mỹ. Nếu như mình thích ở nơi có cái thời tiết mà nó luân chuyển với nhau đó, thì ở đây mình thấy thì nhiều người cũng thích thời tiết ở đây hơn.
chỉ là chút ít thông tin hình ảnh về cuộc sống. Mình cũng xin cảm ơn hết tất cả các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi mình chia sẻ nha. Xin được hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video kế tiếp nữa của mình. Xin chào và hẹn gặp lại nha.